và các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quê CK. Hôm nay ngày 28 Tết, mình đi ven đường ngắm hoa xuân. Mời các bạn cùng xem với mình nha. Ồ, đây là hoa dặn thọ nè các bạn. Quá trời, nhìn rất đẹp. Mình mê quá các bạn ơi. Ồ, bông vàng thật to tròn. Trước khi quay mình cũng có xin phép chủ người bán bông rồi các bạn. Dàn bông này được bày bán ngay ngõ tư đường cao tốc, rất lý tưởng, nhìn rất bắt mắt các bạn. Để mình quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Còn những chậu bông dạng thọ bên đây thì được bọc ni lông tỉ mỉ, nhìn rất đẹp mắt các bạn. Vừa ngắm hoa, vừa ngắm đường phố, xe cộ qua lại rất nhộn nhịp. Ngày Tết vui quá các bạn ơi. Còn lề đường bên đây được bày bán những chậu mồng gà bông to đỏ rực, nhìn rất đẹp mắt các bạn. Còn phía đây là một dàn hoa cúc, nhìn rất đẹp mắt. Cao to, bông nhiều, nở rực,
nhìn rất đẹp mắt các bạn. Giờ thôi mình xin phép dừng video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích video mình thì hãy like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp kênh mình đi nha. Đăng ký hoàn toàn miễn phí các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn trong video sau ha. Bye bye.